Thưa quý vị, như vậy là Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và IPA đã chính thức được ký kết. Đây sẽ là cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển tăng trưởng thương mại vào thị trường 28 nước EU. Có thể nói gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Mức cam kết này có thể được coi là mức cam kết cao nhất mà Việt Nam đạt được trong các FTA đã được ký kết từ trước tới nay. Lễ ký Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ ngành đã tới dự buổi lễ. Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Môi trường Kinh doanh Thương mại và Doanh nghiệp của Romania Stephen Radu Opera, Cao ủy Thương mại của Liên minh châu Âu Cecilia Malmström thay mặt hai bên ký kết. Với mức độ cam kết đã đạt được, EVFTA là một hiệp định toàn diện, chất lượng rất cao và đảm bảo cân bằng lợi ích của cả Việt Nam và EU. Trong đó cũng đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển. Các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hàng hóa, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật trong thương mại dịch vụ, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ gồm cả chỉ dẫn địa lý, phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lượng, pháp lý, thể chế. Hiệp định cũng bao gồm các cách tiếp cận mới, tiến bộ hơn về bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam rất vui mừng hợp tác với Liên minh châu Âu ở một nền văn minh tiên tiến, một khối kinh tế phát triển ở phía Tây Nam bán cầu hùng mạnh, hàng đầu thế giới, cũng như mở rộng hợp tác song phương với 28 nước thành viên EU. Việt Nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với EU trong các vấn đề về quốc tế và cả Liên Hợp Quốc. Thủ tướng nêu rõ năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Hiệp định EVFTA được coi là khuôn mẫu để các nước ASEAN cùng EU xây dựng một hiệp định thương mại tự do chung giữa hai khối, tạo ra xung lực mới cho hợp tác khu vực. Thủ tướng nhấn mạnh, việc ký các hiệp định ngày hôm nay mới chỉ là bước đầu. Hai bên cần nỗ lực để quá trình hợp tác thành công. Việt Nam sẽ ban hành chương trình hành động quốc gia thực hiện hai hiệp định với các nhiệm vụ, các biện pháp cụ thể, thực thi đầy đủ các cam kết, triển khai sâu rộng giữa các bộ, cơ quan địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và người dân, gắn với phát huy sự năng động, sáng tạo trong quá trình thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh, hùng cường.